Em à, xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là loa Boss anh em nha. Đây là dòng loa Boss để mà anh em mình hỗ trợ thêm cái dãy trầm ha, thêm cái dãy trầm cho xe ô tô anh em nha. Thì đây là về là nó có thùng anh em nha, có thùng. Thì này để cho anh em mình để gầm ghế hoặc là anh em mình để phía đằng sau xe nha, cũng đều được ha. Thì anh em mình xem có nhu cầu thì mình liên hệ cho em nha. Em đang test cho anh em mình cùng nghe luôn nha. Đang test một con nha, đang test một con súp này ha, với lại một con ly nha. Một con ly này thì đánh được một con súp này anh em nha, và em đang bán theo combo một con ly và một con súp cho anh em mình về câu nha. Đây anh em mình đang thấy ha, đánh cực khỏe luôn anh em ạ. Nha, đây anh em mình xem có được hơi. Nó hút miếng giấy vô trong luôn rồi anh em ạ. Bây giờ đang đợi nó lòi ra. Rất là vui luôn. Đây anh em mình thấy cái miếng giấy là anh em mình biết cái lực hơi để đánh cỡ nào rồi ha. Và nó đánh chạy luôn cái thùng súp anh em ạ nha. Đó. Đây là thùng súp anh em mình thấy ha. Nó đánh là rung nó chạy luôn. Đây anh em. Đánh cực kỳ khỏe luôn, hơi bát. Lỗ hơi nằm đây nha, lỗ hơi nằm đây. Và này là bộ phận mặt dưới ha, mặt dưới. Này giải trầm này anh em mình đeo tai phone vào mới nghe được nha, chứ nghe loa điện thoại thì cũng khó nghe lắm. Rồi ok, em test bao nhiêu đây thôi ha. Thì con ly này thì em đang đánh với nó nè nè, con ly nè, con ly hàng Mexico sản xuất luôn nha. Đó. Con ly cũng cũng làm ly tháo xe ha. Đó. Thì con ly này là em đang cấp nguồn 12V cho nó nha, nguồn 12V cho nó. Và nên mình lưu ý nha, là vì con ly này thì hiện tại em đang test với con lo này thì đánh rất là khỏe rồi nha, đánh rất là khỏe rồi ha. Và con ly này á thì nó phải cần một cái nguồn nguồn 12V đủ công suất khỏe để mà nó đánh nha. Và lo này thì em khuyến khích anh em mình là nên lắp xe hơi chơi ha. Còn anh mình chơi gia đình thì lựa mẫu khác nha. Tại này có thùng lắp xe hơi nó tiết kiệm chi phí rất là nhiều anh em nha. Còn anh mình chơi gia đình thì mình nên đóng thùng lớn để mà chơi ha. Còn những thùng nhỏ gọn này để dành cho những anh em chơi xe hơi đút vô cho nó tiện, nó gọn và nó nhanh nữa nha anh em nha. Còn anh mình chơi gia đình thì mình có thể lựa những cái mẫu gời để mà mình lên thùng mình chơi ha. Lên thùng lớn mình chơi nha. Rồi thì con này á là nguồn nó có nguồn khỏe anh em nha. Đó. Thì muốn cho ra được cái tiếng bass nó lực như thế này á thì amply và loa thì em test rất là thực tế rồi, thì nên mình sẽ thấy nha, con amply và đánh với loa này thì rất là lực ha. Nhưng mà muốn nó lực được như vậy á, là cái nguồn mình khỏe khỏe anh em nha, nguồn dòng xả phải cao nha. Đây là nguồn 12V và anh em mình đừng thấy cái nguồn nó 12V mà cục nguồn bé tí vậy mà anh em mình nghĩ nó yếu nha. Cái nguồn này là nguồn em đặt riêng ha, nguồn đặt riêng cho máy khoan dòng xả rất là cao ha. Cho nên là đánh cái loa này thì nó dư công suất nha anh em nha. Cái nguồn này nó cái dòng tải nó ra rất là cao ha, ampe ra rất là cao, cho nên là dư công suất để đánh như thế này. Cũng mà một con amply này luôn với lại là con lo này, nhưng mà anh em mình ghép cái nguồn này kém hơn á ha, nguồn không đủ công suất á thì nó cũng sẽ không đánh khỏe được vậy đâu nha, nên mình lưu ý ha. Với lại tín hiệu nguồn nhạc nữa cũng quan trọng anh em, nói chung là anh em mình chơi âm thanh thì biết rồi, lo amply một phần ha, nó tín hiệu nguồn nhạc rồi nguồn điện rồi vân vân, có rất là nhiều thứ liên quan nha. Đó. Thì đây là cái dòng support ha, support hàng xịn anh em nha, hàng xịn Mexico nha. Đây thì em về 6 con nè anh em mình thấy ha. Đó, 6 con đây anh em nha. Và cái này thì đều là zin nguyên bản ha, zin nguyên bản và hoạt động tốt hết nha anh em nha, zin nguyên bản và hoạt động tốt hết. Đó, 6 con ha. Thì góc cạnh thùng là không có bị bể vỡ nha. Đó, không có bị bể vỡ cái nào hết trơn, thùng là còn nguyên vẹn ha. Và thùng hãng làm những cái đường vân như thế này thì nó chịu lực rất là tốt anh em nha. Đó, hãng làm vậy thì rất là cứng cáp luôn ha. Đây nó có chỗ trống nè. Chỗ này anh em mình đút con ly vô đây là vừa luôn anh em nha. Chỗ này để con ly vô là vừa luôn. Thì anh em mình để lên xe anh em mình nghiên cứu nha. Và đây thì em sẽ quay về phía mặt dưới thêm cái này cho anh em mình xem nha. Con lo này thì cũng được sản xuất ở Mexico luôn em nha. Lo này được sản xuất Mexico luôn ha. Đây em nha, đó, hàng xịn Mexico ha. Hàng này hàng tháo xe xuống nha, hàng tháo xe xuống và hàng rất đẹp nha. 6 con này về thì hầu như còn khá là đẹp ha, tuyệt đẹp luôn. À, mặt dưới thì hãng cũng làm những cái đường này thì cái thùng này chịu lực rất là tốt ha. Và bên hông này là lỗ hơi, nó lỗ hơi. Còn những cái bát này thì anh em mình bắt cố định lên xe ha. Về này về anh em mình tự bắt ha. Đó, anh em mình rành thì anh em mình tự bắt, còn anh em mình không rành thì anh em mình nhờ thợ đấu nha. Đó. Còn những như những cái xe thì anh em mình không rành thì mình nên
cho thợ đấu chứ anh em mình đừng có tiết kiệm ha. Đó, nói chung là nào mình rành thì mình làm nha, còn không rành thì mình nghiên cứu đầu về giờ cho thợ làm thôi, nó rất là đơn giản ha, đưa thợ là người ta làm phát một à, nghề nghiệp của người ta mà nha. Rồi thì giá thì là em bán combo nha, một con súp như thế này ha, một con súp như thế này và một con ly đánh cho nó nha, con súp hàng Mexico sản xuất, hay súp này súp từ neo anh em nha, súp từ neo đó, hàng Mexico sản xuất nha, và con ly này cũng là hàng Mexico sản xuất luôn. Thì giá combo là một con súp nguyên thùng này ha, một con súp nguyên thùng và một con ly này, giá là 2 triệu đồng ha, 2 triệu đồng một bộ nha, là bao gồm cả súp và ly ha. Thì này anh em mình mua về thì anh em mình chỉ việc đấu thôi, tại con súp này thì nó ăn công sức cũng khá là lớn và con ly này đủ công sức để phục vụ cho nó nha. Và anh em mình muốn đánh được khỏe thì cái tín hiệu nguồn nhạc của anh em mình cũng phải tốt nha, những cái đầu thiết bị Android trên chỗ anh em mình khiển á ha, thì những cái đầu tốt á thì nó sẽ cho âm sắc rất là hay nha, nó thì nó sẽ truyền thu những con sub này rất là tuyệt vời. Và con này là con amply anh em nha, con amply chứ không phải là mạch lọc sub nha, anh em mình lưu ý nha, anh em mình đưa tín hiệu vào như thế nào á thì nó sẽ hát như vậy nha. Còn anh em mình muốn nó lọc sạch hơn xíu nữa thì anh em mình có thể đấu cho nó một cuộn siêu đồng ha, đấu cho nó một cuộn siêu đồng, vì đây là con này là con amply nha, con amply ha. Đó, con này là con lo súp ha, con lo súp và con này là con amply nha, đây AMP nè ha, hàng Mexico. Thì anh em mình đưa tín hiệu vào như thế nào thì nó sẽ hát như vậy nha. Và lưu ý với anh em mình là con amply này là nó lấy tín hiệu từ cọc loa anh em nha, nó lấy tín hiệu từ cọc loa, là anh em mình có thể lấy tín hiệu từ những cái cọc loa bass của loa cánh á, anh em mình câu vô con amply này ha. Đó, thì khi anh em mình mua hàng thì em sẽ có video hướng dẫn cách đấu dây hết nha. Nó lấy tín hiệu từ cọc loa và bên trong này sẽ có bộ phận giảm công suất lại nha, và nó sẽ có bộ phận khuếch đại công suất lên và cấp nguồn cho nó, thì nó sẽ truyền tín hiệu và công suất vào bên trong con loa này để hoạt động nha. Này con này là lấy tín hiệu từ cọc loa nha, trạm loa của loa cánh anh em nha. Anh em mình muốn lọc cho cái tiếng nó sạch một xíu quá thì mình lấy cái cuộn xeo đồng ấy ha, cuộn xeo đồng mình đấu nối tiếp ha, đấu nối tiếp bên cái cộng á, để cho nó lọc cái tiếng lời đi nha. Còn những con amply nào trên xe của anh em mình nó có đường ra súp điện á nha, nó những con amply trên xe mà nó có cái đường ra súp điện á thì anh em mình lấy cái đường đó ha, lấy đường đó cho tín hiệu trực tiếp vào con amply này luôn nha. Nó những con xe cao tiền thì nó sẽ có một cái đường là đường ra súp điện riêng anh em nha, đường ra súp điện riêng để câu trực tiếp vô con amply này, và con amply này sẽ truyền thẳng qua con súp này luôn, là anh em mình không cần phải đấu thêm xe rồng nha. Còn những cái con xe của anh em mình mà không có đường súp điện á nha, không có đường súp điện á, thì anh em mình đấu thêm cho nó cuộn xe rồng là rất là ngon ha. Rồi thì giá là 2 triệu đồng ha, 2 triệu đồng một con support này nguyên thùng nha, nguyên thùng và một con amply đó, một bộ là một cái amply và một con súp như thế này là 2 triệu đồng ha. Anh em mình mua về chỉ việc chơi thôi, nó thùng rất là đẹp nha, thùng khá là đẹp luôn. Chứ giờ anh em mình đi đóng những cái thùng để mà đút gầm ghế xe thì cũng tốn anh mới anh em nha, rồi anh em mình mua lo nữa thì cũng tốn thêm khúc nữa nha. Nói chung là cái bộ này 2 triệu thì chơi quá là hợp lý luôn anh em, hàng đẹp nha, hẹn em tuyển chọn về ha, 2 triệu đồng một bộ nha. Đó là một con súp và một con amply nha. Và lưu ý này mình là một con amply này đánh một con súp này thôi là nó vừa đủ công suất vừa hay nha. Nó không nên chơi quá nhiều lo anh em nha. Đó. Một con amply, một con súp ha, 2 triệu đồng và vừa đủ công suất của nó luôn. Rồi anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em, và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.